Như tiêu đề video mọi người đã thấy, thì trong video này mình sẽ tóm tắt lại toàn bộ diễn biến của trailer 2.3 của Honkai Star Rail đã diễn ra. Thì nếu mà mọi người đã chưa coi thì mọi người có thể coi cái này để mọi người biết được những cái mà diễn biến một cách ngắn gọn, những gì sẽ có ở trong 2.3 Honkai Star Rail. Trước khi vào video thì nếu mà mọi người có hứng thú với những content Genshin Impact, Honkai Star Rail hay là Wuthering Waves cũng như là Yu-Gi-Oh, mọi người hãy subscribe, bởi vì những cái đóng góp nhỏ nhỏ mọi người làm cho bọn mình có thêm động lực để bọn mình làm thêm những video như thế này. Đầu tiên thì cái trailer lần này feature 3 người, đó chính là ngoài Albert ra ha, thì chúng ta có Acheron ở đây nè, mình cái màn hình mình che mất rồi, thông cảm mà mọi người. Firefly và Jay, đây Jay và Firefly sẽ là hai nhân vật mới ở trong phiên bản 2.3 của chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ mở một cái map mới ở 2.3 của Honkai Star Rail, đó chính là map một cái thuyền. Cái thuyền này thì có vẻ cũng sẽ có cái content endgame mới của chúng ta ở ngay trên cái thuyền này luôn, và cái nhiệm vụ ma thần hay là cái nhiệm vụ khai phá tiếp theo của chúng ta cũng sẽ diễn ra tại đây. Tiếp theo thì như mọi người đang thấy ở trên màn hình, sau khi chúng ta làm xong nhiệm vụ khai phá Charilo 6 trở về thì chúng ta có thể thông qua trang sự kiện ở trong game để mà nhận luôn nhà khai phá hòa hợp số ảo nha. Không có cần phải làm hết nhiệm vụ 2.2 của Penacuni để mà nhận, nhưng mà chúng ta chỉ cần làm xong nhiệm vụ của Charilo 6 trở về thôi thì chúng ta đã có thể nhận được nhà khai phá hòa hợp rồi, tuy là chỉ ở tinh hộp không thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có nhà khai phá hòa hợp rồi thì chúng ta sẽ nhận được một tinh hồn mới của nhà khai phá ha. Có nghĩa là đối với những bạn đang E5 bây giờ thì mọi người sẽ nhận được E6 ở trong bản cập nhật tiếp theo. Nhưng mà cái động thái này thì mình đánh giá là một cái động thái hơi kỳ lạ của Honkai Star Rail. Có vẻ như là Honkai Star Rail đang muốn rush cái việc mà mọi người có thể chơi đón một cách hơi nhanh quá. Và cái điều này mình thấy nó không quá là hợp lý cho lắm, bởi vì nó sẽ làm mất đi cái ý nghĩa của việc mọi người làm cốt truyện của Penacuni. Thì sau khi giới thiệu về hai nhân vật đó là Firefly và Jay là hai nhân vật mới, thì chúng ta có banner của nửa đầu phiên bản 2.3, đó chính là banner của Runmay và Firefly. Thì cái banner này hơi hủy diệt túi tiền của chúng ta, bởi vì hai nhân vật có synergy tốt nhất với nhau. Và đối với những newbie như mình á thì mình phải run cả hai luôn, và mình không chắc là liệu mình sẽ có được cả hai hay không. Thì nhân vật 4 sao của banner lần này đó chính là Sueji, Misha và Gallagher, cũng là những nhân vật chơi hiệu ứng break khá là tốt. Và nếu mà mọi người không có Firefly, mọi người chỉ roll Runmay thì mọi người đều hoàn toàn có thể sử dụng 2/3 nhân vật ở đây để làm DPS cộng với lại support các thứ còn lại của mọi người. Banner vũ khí lần này thì chấn của Firefly và chấn của Runmay sẽ chắc chắn là hai vũ khí 5 sao. Sau đó thì chúng ta có một cây chúng ta có cây hòa hợp dành cho Break này. Cây này là cây được gọi là thất phu của Runmay này, và nó hiện tại là một cây trong những cây tốt nhất cho nhà khai phá hòa hợp cũng như là Runmay. Thì nếu mà mọi người không có chấn của Runmay thì mọi người hoàn toàn có thể dùng cái cây này. Và nếu mà mọi người tính dùng cái nhà khai phá hòa hợp với lại Runmay ở trong cùng một team thì mọi người không có trấn thì mọi người nên tách cái cây này ra, lưu ý ha. Và cùng với vậy thì mọi người cũng có cây tầm mắt của con mồi, và cũng như là ngày đầu tiên ha, một cây bảo hộ, một cây hư vô. Thì cái này thì mình không biết tại sao bỏ vô ha, nên mình thấy là nên bỏ cái cây hủy diệt 4 sao của Misha vô, nhưng mà cái này là quyết định của miHoYo cho nên là mình cũng không có ý kiến gì được ha. Nửa sau của phiên bản sẽ feature Jay và Argenti, thì hai nhân vật tri thức của chúng ta, một nhân vật mới và một nhân vật cũ. Thì cái banner lần này mình cũng đánh giá là khá là ổn cho các mọi người đang thiếu nhân vật tri thức để mà roll. Thì 4 sao chúng ta có Serval cũng là một nhân vật tri thức, và Natasha là một nhân vật healer đầu game chúng ta nhận được, cũng như Asta là nhân vật hòa hợp đầu tiên của chúng ta. Thì mình đánh giá dàn 4 sao này, dàn 4 sao hơi cơ bản ha, nó cũng không quá tệ nhưng nó hơi cơ bản quá, và mình nghĩ là nên có những nhân vật khác. Nhưng mà những nhân vật này hoàn toàn tốt và nó cũng không quá tệ đối với những bạn newbie mà đang muốn run Jay. Về vũ khí phase 2 lần này của chúng ta thì ngoài chấn của Jay và chấn của Argenti ra thì chúng ta cũng có xu hướng thị trường vũ trụ cùng một tâm trạng và một cây mới ha. Cái này là cây mới và mình chưa biết là cái cây này nó sẽ làm được những gì, nhưng mà những ngày sau á thì nó sẽ có thông tin thêm ở trên trang chủ chính thức của Honkai Star Rail ha. Cái cây nó ánh sáng này nó sẽ tên là After the Germany Fall. Cái này là bản tiếng Anh. Ở 2.3 lần này á thì vũ trụ mô phỏng sẽ có cập nhật mới ha. Cái đây là một cái tin rất là lớn, và cái vũ trụ mô phỏng lần này sẽ do Skrullum và Dr. Ratio tạo ra. Ok, thì có nhiều thay đổi của cái vũ trụ mô phỏng mới này.
Cái đầu tiên mà chúng ta có thể thấy thay đổi lớn nhất á, đó chính là việc là khi nhân vật của bạn under level và vô cái vũ trụ mô phỏng lần này, mới này á, mọi người có thể nâng cái level của nhân vật đó ngang với lại level của cái mức khó mà mọi người đang cần ha. Kiểu như là cái độ khó mà nó yêu cầu level 90 á, thì ví dụ mọi người đang có Firefly level 1 này nè thì nó sẽ lên level 90 luôn. Và cả vũ khí thì nếu mà mọi người không có vũ khí gắn cho Firefly á, thì nó sẽ cho mọi người một cái vũ khí cơ bản luôn. Cộng với lại nó nâng cái thiên phú của mọi người lên cái mức mà cái mức độ khó yêu cầu luôn. Cho nên là mọi người không cần phải nâng cái gì hết để chơi cái vũ trụ mô phỏng mới lần này, khá là thú vị. Thì cái vũ trụ mô phỏng mới thì chắc chắn sẽ có cái cơ chế chơi mới. Thì cái cơ chế chơi mới lần này thì mọi người sẽ chọn những cái mà buff mà có liên quan giữa sự kết hợp giữa hai Eon với nhau. Thì sau đó mọi người sẽ chọn những cái buff mà thích hợp để mà mọi người sẽ có cái sự kết hợp giữa mọi người sẽ nhận được cái buff mà mọi người đã chọn của sự kết hợp giữa hai Eon đó. Thì cái sự kết hợp giữa hai Eon á, nó sẽ có những cái mức độ hiếm giống như là buff mọi người sẽ có ở trong vũ trụ mô phỏng. Thì cái buff cái sự kết hợp nó càng cấp độ cao á, thì cái yêu cầu mà mọi người cần để mà có được cái sự kết hợp này nó cũng càng cao. Thì mọi người cũng đã chơi cái vàng mà máy móc hay là thảm họa côn trùng thì cũng có cái sự kết hợp đó rồi, sự giao thoa ấy. Nhưng mà ở trong này thì mọi người có thể chọn cái sự giao thoa đó và từ đó mọi người sẽ kết hợp theo ý của mọi người luôn. Thì ở trong cái vũ trụ mô phỏng mới lần này cũng có mọi người có thể đổi cái sự giao thoa mà mọi người không muốn để lấy được sự giao thoa mà mọi người muốn. Cũng như là mọi người cũng có thể đổi Bless những cái buff mà mọi người không muốn để lấy những cái buff mới. Cái này thì mình chưa có rõ cái cơ chế vận hành nó ra sao, nhưng mà có vẻ như là cái này nó sẽ khá là free to play hơn cái vũ trụ mô phỏng cũ, mà mọi người phải reset đi reset lại, reset đi reset lại để mà có được những thứ mà mọi người mong muốn ha. Nó cũng cập nhật những cái cấp độ của vật thể lạ luôn, là từ giờ mọi người có thể thấy được là vật thể lạ nào là có những cái cấp bậc như thế nào. Theo mình thấy hiện tại là vậy. Và hình như là Herta sẽ giảm giá vật thể lạ ở cái vũ trụ mô phỏng mới này, hay là tất cả những vũ trụ mô phỏng luôn. Cộng với lại mọi người cũng sẽ có được những vật thể lạ mới, hoàn toàn mới ha, để mà mọi người có thể thêm cái phần thú vị cho cái trải nghiệm chơi vũ trụ mô phỏng của mọi người. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái loại tầng mới ha. Cái loại này nó sẽ là một cái loại mới được add ở trong cái vũ trụ mô phỏng mới. Thì cái loại này nó sẽ mang thiên hướng gacha, kiểu mọi người sẽ quay xổ số á, và từ đó thì mọi người sẽ được nhận quà dựa theo cái sự may mắn của mọi người. Nhưng mà lưu ý thì cái vũ trụ mô phỏng cái chế độ này cũng có thể mọi người sẽ bị nhận được cái vật thể lạ debuff ha, cho nên là mọi người nên lưu ý cái chuyện đó. Cái quan trọng nhất của cái vũ trụ mô phỏng được cập nhật mới này á, là sau khi mà mọi người đi xong một cái vũ trụ mô phỏng mà của cái set vị diện mà mọi người đang cần á, thì mọi người có thể lưu cái tiến độ lại ở trong cái mục kiểu này, để mà mọi người á có thể đi lại cái vũ trụ mô phỏng đó đánh liền ngay lập tức và mọi người nhận quà luôn, không cần phải đi qua đi lại đi tới đi lui như là cái bản vũ trụ mô phỏng cũ nữa. Cho nên là mọi người chỉ cần đi một lần một tuần thôi, còn lại mọi người đi farm thì mọi người sẽ không cần đi một cái đường quá dài và phải ngồi lựa búp đi lúp lại để chỉ vô đánh và lấy vị diện thôi. Okay. Chúng ta sẽ có hai set vị diện mới ha. Hai set vị diện mới này nó sẽ nằm ở trong cái vũ trụ mô phỏng mà cái tầng mới luôn á. Hình như mình nghĩ là tầng tầng 11 thế, nên tầng 10 hay tầng 11 gì đó nếu như mình nhớ đúng. Thì cái set này là có vẻ mình nhớ là set dành cho Firefly, và cái set này thì nó sẽ là set dành cho Jay nè, nhưng mà mọi người cũng có thể sử dụng cho những nhân vật Break Effect và những nhân vật chi thức nói chung, mình nghĩ là vậy. Thì sau khi mọi người hoàn thành được cái vũ trụ mô phỏng mới lần đầu tiên thì mọi người cũng sẽ có quà lần đầu tiên ha. Thì như bình thường, và ngoài ra á, thì Herta cũng đã add một cái vũ khí tri thức mới cho chúng ta để chúng ta đổi trong Herta Shop, cho nên những bạn OB để chơi cũ thì không cần phải đổi run thường nữa, mà mọi người sẽ có một vũ khí tri thức 5 sao hoàn toàn miễn phí. Thì mình nhớ cái cây này nó cũng sẽ khá là mạnh đấy, mà cái thông tin chi tiết của nó thì mọi người có thể đã coi leak rồi, hoặc là nếu mà những bạn chưa coi leak á thì vài ngày sau nó sẽ được cập nhật chính thức ở trên trang chủ của Honkai Star Rail ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một content endgame hoàn toàn mới. Cái content endgame này nó sẽ phụ thuộc vào việc mọi người đánh boss là chính. Cho nên là cái content endgame này mình thấy là nó sẽ buff cho những nhân vật thợ săn bắn là nhiều nhất. Nhưng mà những nhân vật còn lại thì hoàn toàn vẫn có thể chơi ha. Cái content đánh boss này á, thì nó sẽ cũng chia ra gồm 2 tầng. Thì mọi người sẽ đánh 2 nửa của nó để mà lấy số sao và yêu cầu. Mình chưa biết cái mức mà sao nó sẽ tính như thế nào, nhưng mà tổng cộng là có 4 tầng nè, mọi người đánh hết 4 cái tầng này là tương ứng với 4 độ khó để mà lấy quà ha.
Thì như những cái content endgame khác của game thì mọi người có thể chọn những buff lên lên cái độ khó mà của mọi người á, thì mọi người từ đó thì mọi người cũng có thể chọn team theo cái buff này, hoặc là cũng như là mọi người sẽ chọn cái buff mà tốt nhất cho cái team hiện tại của mình. Thì sau khi mà mọi người qua được cái content endgame mới này á, lần đầu tiên thì mọi người sẽ được nhận một Sweezy miễn phí. Này là một cái tin rất là tốt đối với những bạn mà chưa có Sweezy hoặc là đang có những cái tích tầng thấp của Sweezy ha. Và ngoài ra thì mọi người cũng sẽ nhận được 300 ngọc ánh sao cộng với lại một cái bụi bụi để mà mọi người có thể chọn dòng chính của di vật. Ở trên đây là lịch mà cái những cái content endgame nó sẽ thay đổi sau khi mà cái 2.3 nó được ra mắt ha. Thì mọi người có thể nhìn ở trên này để mà mọi người xem được cái ngày để chuẩn bị mà mọi người chơi những cái content endgame mới và sắp xếp lịch thích hợp để mà chơi ha. Cái này là một trong những cái mình thấy cũng khá là hay ở trong cái content mới lần này. Thì đó là việc mọi người có thể có những line up sẵn cái team của mọi người để mà bỏ thẳng vô trong trong cái vũ trụ mô phỏng với lại những cái content endgame luôn. Mọi người không cần phải đưa bỏ chọn từng nhân vật lại nữa, mà mọi người chỉ cần bỏ team. Nếu mà cái team mọi người chắc chắn là chỉ đánh như vậy rồi á, thì mọi người chỉ cần lấy cái team mọi người bỏ vô xong mọi người đánh thôi. Khá là hay ha. Đây, thì đây là cái tin mừng cực kỳ lớn của những người chơi Honkai Star Rail. Thì đó là chính là quà của tất cả các content endgame, gồm gồm cái sảnh đường này, với lại cái thứ hai đó chính là cái content mới luôn này, cộng với lại cả cái chuyện hư cấu này. Hồi trước á, thì tất cả những content endgame này á, cái giá trị tối đa mọi người nhận lại được từ cái content sau khi mọi người vượt qua được 36 sao á, hay là 12 sao của cái chuyện hư cấu á, đó sẽ là 720 ngọc ánh sao ha. Nhưng mà sau cái bản 2.3 thì mọi người tất cả những content endgame, cả 3 content luôn á, sẽ lên 800 ngọc ánh sao khi mọi người đi full được tất cả sao của cái content. Thì cái này là một tin rất là mừng nha. Và mình cũng rất bất ngờ khi mà Honkai Star Rail dám chơi lớn để mà cạnh tranh được với những game khác mà mình sẽ giấu tên ở đây. Thì đây là event của chúng ta, event đầu tiên của chúng ta. Thì cái event này thì nó sẽ giống giống với lại Candy Crush á mọi người. Mọi người sẽ chơi Candy Crush với nhau. Và cái này là kiểu nó hơi PvP nhiều hơn một xíu, là mọi người sẽ cạnh tranh với một NPC khác. Và từ đó thì mọi người sẽ thắng, nếu mà mọi người thắng mọi người sẽ trừ máu của nhau nè. Khi cái điểm về không á thì coi như là cái NPC hoặc là mình sẽ thua ha. Thì cái event thứ hai thì nó sẽ là một cái event đánh nhau, thì mọi người cũng sẽ chọn búp hay là chọn các thứ của mọi người để mà đánh những cái này. Thì game Honkai Star Rail thì bản nào cũng có đó mọi người. 10 run đầu phiên bản mọi người vô mọi người nhận là được, đăng nhập là được ha. Chúng ta cũng có sẽ có một set thánh di vật, à set di vật chứ lộn set di vật mới dành cho Firefly, là set kỵ sĩ sắt, thì chúng ta có thể gọi là kỵ sĩ Clamod cũng đúng. Và set thứ hai là set mình nghĩ là dành cho Jay này. Set này sẽ là set liên quan tới tri thức, thì mình thông tin chính thức của hai set này nó sẽ được đưa ra vài ngày sau của trang chủ chính thức Honkai Star Rail ha. Như mình đã nói thì chúng ta cũng có cái bí cảnh, gọi là bí cảnh đi ha, farm nguyên liệu dành cho Jay. Thì nếu mà mọi người đang muốn pre-farm cho Jay thì mọi người có thể mở cái này ở phiên bản 2.3 và mọi người bắt đầu farm trước cho Jay đi ha. Ok, một tin chấn động là ở cuối cái phiên bản livestream lần này á, thì Hoyoverse leak thẳng luôn nhân vật chúng ta sẽ chuẩn bị nhận được ở 4.8, ở 2.4 4.8 thì là Genshin chứ không phải là HR ha. Thì đây là nhân vật đầu tiên của chúng ta là Fei Shao, cũng là người Senzo này. Thứ hai là Chao Q, cũng là Senzo luôn. Thứ ba là Moze. Những nhân vật này 5 sao hay 4 sao chúng ta còn chưa rõ ha. Hiện tại chúng ta mới biết là Chao Q và Yun Li sẽ là nhân vật 5 sao của chúng ta. Thì những nhân vật còn lại thì chúng ta chưa biết khi nào chúng ta sẽ có, hoặc là chúng ta chưa biết khi nào sẽ playable. Thì cả Huy Gian và những nhân vật trước mà mình đã kể, ngoài Yun Li với lại Chao Q á, thì là sẽ là chưa xuất hiện ở phiên bản 2.3 ha. Ok, thì ngoài ra chúng ta sẽ có một nhân vật tiếp theo, ngoài ra chúng ta cũng sẽ có sự xuất hiện của Liên Sa này, cũng như là một nhân vật ẩn ha, thì nó được ghi là Legendary New Swordmaster. Nhưng mà theo nguồn tin mà mình có từ ông chú làm ở MiHoYo á, thì đây có vẻ sẽ là dạng mới của Mush 7 ha. Mình cũng khá hóng cái dạng này và không biết khi nào cô ấy sẽ xuất hiện và playable nữa. Hy vọng sẽ sớm và
nhưng không sớm quá ha, tại mình hết run rồi. Ok, thì đó là tất cả những tóm tắt của phiên bản 2.3 livestream lần này. Thì nếu mà mọi người thích cái video này và muốn coi những cái content tóm tắt của bọn mình trong tương lai thì mọi người hãy consider like và subscribe cái video này ha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các buổi tóm tắt hay là các video khác.